Hello anh em, trên tay của mình là chiếc OnePlus 13. Và như đã hứa với anh em ở các video trước thì trong video ngày hôm nay mình sẽ làm một cái bài test game để xem liệu con này có ngon hơn chiếc iQOO 13 thật hay không nhé. Bắt đầu video. Ok, đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu qua một chút về cái phần thông tin của máy. Máy đang chạy phiên bản là ColorOS 15.0 chính thức này. Đây sẽ là phiên bản RAM 12GB, bộ nhớ 256. Và khi mà chấm điểm số AnTuTu thì đây, máy sẽ được là 2.800.000 điểm anh em nhé. Lúc thì 2.7, lúc thì 2.8. Nói chung con này điểm thì khá xem so với cả chiếc iQOO 13. Và với hiệu năng siêu khủng như này thì mình xin phép là mình không test tựa game cơ bản như kiểu là Liên Quân, Tốc Chiến, PUBG nhé. Kiểu gì con này cũng chơi max setting không phải nghĩ. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ thử với tựa game Genshin Impact thôi, được chưa? Và mình vẫn sẽ dùng cái ứng dụng đó là Sin để đo FPS cho anh em. Anh em nào chưa biết cách dùng cái app này thì trên kênh của Mobile City có video hướng dẫn rồi anh em nhé. Ok, thì mình sẽ vào game này, bắt đầu bấm giờ cho anh em. Hiện tại thì máy đang còn 70% pin, mình chơi bằng kết nối Wi-Fi. Độ sáng thì để khoảng tầm 40% anh em nhé. Và mình đang có lắp SIM này. Tất nhiên là mình sẽ để đồ họa mức max setting anh em nhé. Đây, cực cao này. FPS thì mình sẽ để là 60. Nhưng mà cái phần hiệu ứng làm mở chuyển động thì mình sẽ tắt đi, được chưa? Ok. Mình bắt đầu đo FPS này. À, anh em nhớ là cái phần performance này chuyển sang chế độ gaming nhé. Cũng như những cái phần setting về cảm ứng ấy, anh em kéo max lên cho mình. Ok. Thật sự là mình rất khoái cái màn hình của chiếc OnePlus 13. Nó quá là phê luôn. Nó sẽ là màn hình cong bốn phía nên anh em nhìn hình ảnh này rất là sống động nha. Còn về màu sắc hiển thị thì khỏi bàn rồi. Flagship năm nay thì không chơi được về màn hình anh em nha. Rất mượt mà. FPS nó giữ nguyên ở 60 anh em ạ. Cái cảm giác cầm nắm của em này thì hơi cấn tay nhẹ một chút anh em nhá. Đây này, cái phần ngón áp út của mình ấy thì sẽ hơi cấn nhẹ vào viền. Nhưng mà không quá khó chịu đâu. Trọng lượng thì cũng vừa phải, đủ để cho anh em cảm thấy cao cấp nhưng mà vẫn không bị nặng quá khi mà cầm lâu. Ok. Thích cái màn này thực sự. Loa mày cũng ngon nha. Ê, bực cái con này ghê. Làm cái ulti nhỉ. Phát nữa. Phát nữa. FPS toàn 60-61, sợ thật. Có vẻ như cái map này thì chưa đủ trình độ để làm khó em này nha. Mình sẽ sang map thứ hai luôn. Khi mà dịch chuyển thì FPS sẽ bị tụt này. Dịch chuyển xong thì mượt luôn. Đấy. Nhiều máy là dịch chuyển xong nó bị giật một chút nha. Con này mượt luôn. Khi mà anh em vào setting cái thứ này, mọi thao tác sẽ cực kỳ mượt mà. Ok. Không chê được. Và với OnePlus thì các bạn cũng sẽ không phải tùy chỉnh gì cả. Mua máy về thì mở game lên chơi thôi. Đấy. Như kiểu Xiaomi là anh em sẽ phải xóa roi xe đúng không? Em này thì không nhá. Ê. Ok. Đấy, vô cùng mượt mà luôn, toàn 60-61. Không xin nghe, không xin nghe. Yeah. Anh em thấy ok chưa ạ? Nó cứ toàn hiển thị 60-61 thôi. Xem con này có tính năng gaming gì đặc biệt không này. Con này thì lại không có sạc nhánh giống như kiểu là iQOO anh em nhé. Nhưng mà được cái màn phê hơn. Đấy, mình thích màn hình con này hơn. Ừ.
Ôi thôi sao, hẹo luôn đấy, sợ thật. Ôi tệ 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 tệ. Ok, sang map thứ 3 nha. Một cái map siêu nặng. Đa số các máy đều sẽ tụt xuống 3x, 4x, thậm chí là 2x khi mà mình combat ở map này nha. Đấy, di chuyển xong là mượt luôn. Đây, cái đoạn mình combat dưới này nhá. Nhiều máy lắm, kể cả là đang mạnh nhá, nhưng mà xuống phát là tụt 3x luôn. Vẫn đang 60 anh em ơi. 60 nè. Ui, không tụt FPS nào vậy. Anh em thấy sao ạ? Quá ngon, quá ngon. Thế luôn. Từ đầu game bây giờ, ngoài cái lúc dịch chuyển ra ấy, mình chưa bao giờ thấy nó tụt xuống 5x. Cái này ảo thật. Nó giữ phong độ rất là tốt nhỉ. Như kiểu là lắp ở 60 hay sao. Đây là lắp theo trường tốt anh em nhé, không tụt giả. Và sau 10 phút thì máy bắt đầu là ấm. Đó, bắt đầu hơi ấm. Sang đến map thứ tư này. Mình cảm giác được con này là nhiệt độ nóng lên nhanh hơn IQ13 anh em nhé. Nhưng mà FPS thì ổn định hơn. Anh em lưu ý đây là ổn định hơn về mặt con số nhé. Còn về trải nghiệm game ấy thì không phân biệt được chưa? Hai con đều gọi là quá mượt rồi. Chỉ là với IQ13 thì mình thấy nó tụt xuống 57, 58 nhiều lần hơn. Con này thì nó cứ 60 đều. Combat này. Anh em thấy ok chưa? Cứ đều tắp 60. Ok anh em, máy có nóng lên nhưng mà FPS nó vẫn thế. Vậy nên mình xin phép là dừng bài test ở đây anh em nhé. Sau 20 phút này, dừng đo FPS thì pin tụt xuống là 62%, tức là mất 8% thôi anh em ơi. Nhiệt độ này, mặt trước tầm khoảng 44, mặt sau cũng tầm 44 anh em ạ. Dưới này sẽ mát hơn này, cũng camera này. Đây, chỗ này tầm 44 này. Đây, anh em cùng mình xem lại cái biểu đồ FPS nha. Trung bình được là 59,6 FPS. Đấy, chẳng qua là do một vài lần mình dịch chuyển thôi. Anh em nhìn cái biểu đồ này, thẳng tắp luôn ạ. 3 lần mình dịch chuyển nhá, chắc có khoảng tầm 2-3 lần là tụt xuống 57, 58 thôi. Thực sự FPS này rất ngon nha. Và anh em nhìn này, con này cũng là 2,4W điện nha. Tuy nhiên theo mình tìm hiểu thì là con này pin đôi, anh em sẽ phải nhân 2 lên cho mình nhá. Tức là con chip ăn khoảng tầm 4W8. Đấy. Rồi anh em thấy sao về chiếc OnePlus 13? Muốn mình test thêm gì trên nó, hãy để lại comment phía bên dưới nhá. Và đừng quên, link mua OnePlus 13 mức giá tốt nhất tại Mobile City này, hoặc là trên Shopee của Mobile City nhá. Mình sẽ để dưới phần mô tả cộng với cả bình luận ghim của video. Giờ xin chào, bye bye.